trần dạ phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin hoa kỳ tin quốc tế và tin việt nam ngày hôm nay trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay đầu tiên hết là hạ viện sẽ bỏ phiếu về tình trạng của thuộc địa puerto rico là sẽ trở thành một quốc gia độc lập hay là nằm một phần trong lãnh thổ của hoa kỳ Bản tin mới nhất cho biết là người dân Puerto Rico đã bắt đầu có cái bước gần tiến tới một cuộc trưng cầu dân ý là đảo quốc này sẽ trở thành một phần lãnh thổ của Hoa Kỳ hay trở thành một quốc gia độc lập và có thể trở thành một loại chính quyền nào như như thế nào thì các thành viên của hạ viện sẽ tham gia bỏ phiếu vào ngày thứ năm để đưa ra tiến trình này một cái quỹ ban tại hạ viện đã chấp thuận cái dự luật và cái nghị quyết có tên là Puerto Rico Status Act trong ngày thứ tư và dọn đường cho toàn bộ hạ viện của Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về kỳ này và các nhà lập pháp đã đưa ra một cái thời hạn để có một cái tình trạng gọi là ba hướng một là sẽ là một cái chính quyền tự trị hai là độc lập và ba sẽ là một nằm hoàn toàn trong chủ quyền của Hoa Kỳ và thuộc về một tiểu bang của Hoa Kỳ và đây được xem là một trong những quyết định khá quan trọng của bên hạ viện trong đó bao gồm luôn một số những nơi khác gồm có các cái khu vực gồm có uh, Micronesia, Paulo và đảo Marshall, Puerto Rico có 3.3 triệu dân được xem là con số có có mức độ nghèo khó cá cao đã trở thành một phần trong thuộc địa Hoa Kỳ từ năm 1898 và các nhà hoạt động đang vận động cho một cái uh, chính quyền tự trị hoặc là một cái quốc gia uh, trong nhiều thập niên qua và có ít nhất 6 cuộc trưng cầu dân ý từ năm 1900 thập niên 1960 Tuy nhiên vẫn là những cuộc uh, nên Biden tức là không có biện pháp uh, đưa ra và chỉ có phía quốc hội mới có thể uh, quyết định được cái uh, số phận của Puerto Rico sau 124 năm là thuộc địa uh, Puerto Rico đã có cái uh, tình trạng công bằng minh bạch và một tiến trình dân chủ và hiện nay đang sẽ tiến tới một cái uh, uh, giai đoạn cuối cùng là đặt ra cái tình trạng này như thế nào đó là lời phát biểu của dân biểu có tên là Nidia Velasquez của đảng dân chủ đã uh, sponsor tức là đã đồng bảo trợ cho cái dự luật trên đã phát biểu ở trên Twitter đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay khu vực biển phía đông của Hoa Kỳ đang trong cái cơn mà bão mùa đông và có ít nhất 3 người đã bị thiệt mạng ở phía nam bản tin mới nhất cho biết trận bão mùa đông à, được xem là đã dự tính à, có bao gồm luôn cả à, tuyết và đông đá sẽ à, diễn ra khu vực ở đông bắc của Hoa Kỳ vào ngày thứ năm và nó sẽ tràn xuống một loạt những cái à, trận lốc xoáy và có thể à, gây nguy hiểm và ít nhất đã có ba người ở à, bị thiệt mạng và ở phía nam được xem là một trong cái tình trạng gọi là có sự tàn phá của trận bão này một phụ nữ đã bị thiệt mạng trong một cái trận lốc xoáy phá hủy căn nhà của bà này ở phía tây của New Orleans và trong khi một người mẹ và con của bà ta đã bị mất đi sinh mạng à, sau khi mà cái uh trận gọi là lốc xoáy này đã đánh vào phía tây bắc của Louisiana các phiên chức cho biết và ít nhất có hai trận lốc xoáy là một phần trong 33 cái cơn lốc xoáy diễn ra ở dọc các khu vực gồm có Mississippi, Louisiana, Florida và Alabama nơi mà đã phá hủy hàng loạt những ngôi nhà, các cơ sở thương mại và khiến cho đường dây điện đã bị hư hại cũng như có một số những cái ống nằm ở dưới mặt đất đã bị hư hại trên 20 người đã bị thương ở tại Louisiana nơi mà cái trận lốc xoáy đã đánh vào một cái căn apartment và một cái khu mobile home theo tường trình của phía cảnh sát cho biết như trên và đây được xem là một trong những cái trận bão lớn đang đánh vào khu vực phía đông của Hoa Kỳ từ ở phía tây của à, tiểu bang North Carolina và kéo dài lên tới khu vực của Pennsylvania và New England và với tốc độ À, mà mà được biết là tuyết mức độ tuyết là 12 inches và gió ở mức là 35 dặm một giờ. À, trong khi đó thì đó là cái bản báo cáo mới nhất của cái cơ quan khí tượng quốc gia, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Hạ viện đã thông qua một tuần lễ cung cấp ngân sách cho chính phủ để tránh cho tình trạng đóng cửa chính phủ và đã gửi tới sàn của Thượng viện các thành viên của hạ viện trong ngày thứ tư đã chấp thuận một cái ngân sách một tuần lễ một biến chuyển giúp cho các nhà lập pháp có thêm thời gian để thông qua một cái dự luật toàn của toàn chính phủ liên bang từ đây cho tới cái tài khoá của năm tháng 9 năm 2023 và việc mà thông qua cái dự luật ngắn hạn này tức là ngân sách một tuần lễ sẽ tiếp tục có những cái giải pháp và trong đó để tránh cho tình trạng chính quyền liên bang bị đóng cửa và nó được thông qua với 224 trên 201 được bỏ phiếu thêm theo đại đảng và trong đó ít nhất là có chín thành viên của đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho cái dự luật này. Và các nhà đàm phán hàng đầu của Quốc hội cho biết vào ngày hôm thứ Ba, họ đồng ý một cái khung làm việc cho một cái dự luật toàn diện của năm 2023. Tuy nhiên không thông báo số lượng mà tài chánh mà họ đã đồng ý và trong đó ít nhất là 1.500 tỷ Mỹ Kim. Richard Shapley, được xem là thành viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong các cái uh, cuộc đối thoại này nói rằng cái ngân sách này cần phải được hoàn tất trước ngày 23 tây tháng 12 và thêm vào đó ngân sách cung cấp cho chính phủ Hoa Kỳ uh, được dự tính là bao gồm luôn việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga và một cái dự luật cải tổ cái uh, hệ thống gọi là xác nhận về cái uh, bầu cử kết quả bầu cử tổng thống đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, đám cánh tả đã bắt đầu mở chiến dịch tấn công cựu Tổng thống Trump khi lên tiếng thúc giục công ty Meta là công ty Facebook phải tăng cường thêm 2 năm lệnh cấm đối với cái chương mục của cựu Tổng thống Trump. Một nhóm cực tả các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ đã thúc giục công ty Meta, tức là công ty Facebook, gia tăng cái lệnh cấm của họ đối với cái chương mục của cựu Tổng thống Trump trên Facebook à, và sau cái biến cố ngày 2 tây, ngày 7 tây tháng, ngày 6 tây tháng Giêng và trong đó họ sẽ đưa ra quyết định là có tái lập lại cái uh, chương mục của ông Trump sau khi nó bị ngưng lại từ năm 2021 đây là một cái hành động được xem là bất hại trong vòng 24 giờ qua bất kể sự thật là ông không hề có cái hành động gây nguy hiểm đó là lời phát biểu của một uh, uh, thành viên của đảng và trong khi đó thì ông Adam Schiff là một trong những dân biểu của đảng dân chủ một trong những nhân vật cực tả đã viết trên Twitter và cho rằng là những cái tweet của ông Trump có tính chất gọi là khơi dậy những cái cuộc bạo động trong tương lai và cần phải uh, tiếp tục không để cho ông Trump xuất hiện ở trên Twitter. Đây là một trong những nhân vật cực tả của đảng Dân Chủ. Ông này cùng với lại dân biểu có tên là Andrew Carson của đảng Dân Chủ tại Indiana và Katy Caster của đảng dân chủ tại Florida đã nhắm vào ông Trump trong lá thư gửi cho người điều hành của công ty đặc trách về toàn cầu của công ty Meta có tên là Nick Clegg ở trong đó đã kêu gọi là phải tiếp tục ngăn cản cái chương mục của cựu tổng thống Trump thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ ảnh hưởng tới cái công ty Meta bởi vì cựu tổng thống Trump đã chính thức đã trở thành ứng cử viên tổng thống của năm 2024. Điều này có nghĩa là các công ty mạng xã hội phải có sự tuân thủ trong việc gọi là công bằng bầu cử và không thể xen vào bầu cử. Nếu như họ tiếp tục duy trì lệnh cấm này, có thể vi phạm vào cái uh, luật lệ của Hoa Kỳ là xen vào cuộc bầu cử khi bịt miệng một bên để tiếp tục uh, một bên có thể tờ mở chiến dịch tấn công vào ông Trump. Đây được xem là một trong những cái cuộc vận động của nhóm cực tả trong đảng dân chủ đang tìm cách bịt miệng ông Trump trong lúc mà ông đang trở thành ứng cử viên tổng thống à, trong năm 2024. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì chính quyền Joe Biden đã khởi kiện à, tiểu bang Arizona khi xây dựng các cái à, bức tường biên giới bằng những cái container. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden đã khởi kiện à, đối với lại à, thống đốc của tiểu bang Arizona là ông Doug Ducey khi à, trong ngày thứ tư khi mà ông à, Doug Ducey đã quyết định sử dụng những cái container tức là những cái uh, thùng mà uh, container để mà làm một cái hàng rào ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico và trong đó là nói rằng đây là một cái uh, vùng đất của liên bang. Trong đơn kiện này thì uh, gửi lên tòa trong đó 3 tuần trước khi mà thống đốc của Đảng Cộng hòa đã rời khỏi cái chức vụ và nhường lại cho nhân vật vừa đắc cử là bà Katie Hope, người cho biết bà sẽ phản đối cái việc mà xây dựng theo cái uh, đường biên giới này. Ông Ducey nói với lại các viên chức trước đó trong tuần này là arizona sẵn sàng sẽ giúp đỡ dời tất cả những cái container này nơi mà ông nói rằng à, đây là những cái container tạm thời và ông muốn rằng chính quyền của joe biden phải xây dựng tất cả những cái khoảng trống ở khu vực à, biên giới nơi có bức tường mà đang được xây dở dang trước đây và trong đó thì à, chính quyền của Joe Biden vẫn thiếu người dân Arizona và người dân, và người dân Hoa Kỳ một cái lời hứa một lời cam kết ông đã viết trên à, lá thư vào ngày thứ ba trong đó đối phó với lại cái đơn kiện của phía à, chính quyền Joe Biden và cái à, bức tường biên giới này vốn đã được quốc hội thông qua dưới thời của cựu tổng thống Trump và được xem là một trong những cái điều then chốt của Đảng Cộng hòa. Và phía của Bộ Tư pháp đã than phiền rằng à, việc mà yêu cầu tòa án Arizona của Arizona ngưng lại việc à, gắn các cái container này à, và nó đã vi phạm vào chủ quyền của mảnh đất của liên bang. Nơi đây có khoảng 3.000 cái container và chi phí khoảng 95 triệu Mỹ kim để mà có thể hoàn tất và các người biểu tình nói rằng việc này có thể ảnh hưởng tới môi trường và và có thể à, khiến cho môi trường tại đây bị à, hư hại đó là một trong những cái à, lời à, chia sẻ của những một số những người chống lại cái dự án này trong khi đó thì chính quyền của joe biden đã chính thức khởi kiện đối với tiểu bang arizona đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay cơ quan tình báo đã không có cái cơ hội để có thể hiểu rõ về cái sự lây nhiễm của đại dịch và kết quả là họ đã không có một cái chiến dịch về à, gián điệp và hoạt động phản gián về nhắm vào cái cơ quan và các viên chức về y tế của Trung Quốc đó là một trong những bản báo cáo được công bố bởi cái quỹ ban tình báo do phía đảng dân chủ kiểm soát trên sàn Hạ viện. Bản báo cáo này nói rằng các viên chức y tế của Trung Quốc đã lẫn trốn và họ biết rõ về cái tình trạng lây nhiễm đại dịch theo tường trình của đài nbc tuy nhiên bản báo cáo nói rằng cơ quan tình báo cia và các cơ quan tình báo khác đã không có một cái uh, hoạt động trước khi mà cái đại dịch bùng nổ lớn hơn vào ngày 11 tây tháng 3 năm 2020 khi mà có cái bản tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đây là một cái đại dịch toàn cầu và trong đó gần như là họ không làm một bất cứ một điều gì theo yêu cầu và áp lực của cựu Tổng thống Trump. Ở trong đó thì bản báo cáo này đã được viết bởi các thành viên ở trong cái quỹ ban mà đã dân chủ chiếm đa số nói rằng các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã thất bại trong việc mà tìm hiểu về tất cả những cái tin tức liên quan tới cái sức khỏe công cộng ở tại trung quốc đặc biệt là mở các cái cuộc điều tra và không hề chuẩn bị cho một cái đại dịch kế tiếp và đây được xem là sự thất bại của cơ quan tình báo và trong đó thì bản báo cáo này đã được một số các cơ quan truyền thông cho rằng đã có hành động được xem là thiên vị chính trị trong đây và trong đó thì ông adam Schiff là chủ tịch của quỹ ban tình báo tại hạ viện người đã không có một cái thúc đẩy đối với các cơ quan tình báo để điều tra và À, hiểu rõ về nguyên nhân của đại dịch và lúc đó gần như ông ta đã bất động và khiến cho cơ quan tình báo không thể hoạt động và điều này cho thấy rằng là phía của cơ quan tình báo đã thất bại hoàn toàn trong việc tìm hiểu tất cả những cái thông tin và tìm kiếm những thông tin trong các hoạt động phản gián liên quan tới cái vấn đề chăm sóc y tế ở tại Trung Quốc và trong đó đặc biệt là các viên chức y tế của Trung Quốc đã che giấu rất nhiều những cái sự thật liên quan tới cái đại dịch khi nó bùng nổ vào đầu năm 2020 và nó trở thành một đại dịch trên toàn cầu trong mấy năm qua và khiến cho hàng triệu người đã bị thiệt mạng đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Trung Quốc ngày hôm nay, cơ quan giám sát về luật lệ của thị trường chứng khoán đã hoàn tất việc mà thanh sát tất cả những công ty của Trung Quốc đã niêm yết ở trên thị trường của Hoa Kỳ và trong đó họ nói rằng có rất nhiều những công ty đã không đáp ứng được cái uh, uh, yêu cầu và họ đã phải loại trừ những công ty này ra khỏi danh sách niêm yết cơ quan đặc trách về vấn đề giám sát thị trường chứng khoán gọi là Public Company Accounting Oversight Board tức là cơ quan giám sát về các công ty công cộng ở trên thị trường chứng khoán gọi tắt là PCAOB à, trong ngày thứ năm cho biết họ đã có thể uh, uh, inspect tức là thanh sát và kiểm tra tất cả các cái hoạt động tài chính của những công ty Trung Quốc đã niêm yết ở trên thị trường chứng khoán và xóa bỏ hoặc là uh, À, đẩy những công ty này ra khỏi thị trường chứng khoán nếu như mà họ có những hành động được xem là mập mờ về vấn đề tài chánh và tổng cộng có 170 công ty đã bị thanh sát. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Trung Quốc đã cho phép việc mà Hoa Kỳ có thể thanh sát tất cả những cái công ty tài chánh của Trung Quốc và VCAOB cho biết trong bản báo cáo là chính quyền Trung Quốc đã không có uh, cản trở cái việc mà inspect tức là cái thanh sát này và trong đó à, cho phép họ được có thể audit tức là có thể kiểm tra về tài chính của tất cả những công ty này trên mặt giấy tờ làm việc ở Hồng Kông từ tháng 9 cho tới tháng 11 và các à, việc thanh sát này đã thực hiện trong một cái thỏa thuận giữa Bộ tài chính của Trung Quốc và cơ quan đặc trách về à, 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 các cái quy tắc về thị trường chứng khoán của Trung Quốc cùng với lại cái cơ quan PCAOB của Hoa Kỳ vào cuối tháng 8 vừa qua, tôi có thể nói rõ ràng là đây là bắt đầu tiến trình công việc thanh sát và điều tra những công ty tại Trung Quốc và nó chưa chấm dứt. PCAOB vẫn tiếp tục đòi hỏi phải có được cả cái quyền à, và à, điều tra tất cả những cái hoạt động của những công ty này tại Trung Quốc và Hồng Kông. Đó là lời phát biểu của chủ tịch của PCAOB là Erica William đã đưa ra trong một bản statement. Đây được xem là lần đầu tiên à, cơ quan thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ có quyền giám sát và thanh sát cũng như là audit tức là kiểm tra tài chính của tất cả những công ty của Trung Quốc đã có mặt ở trên thị trường chứng khoán tức là thị trường gây vốn tại Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ Trung Quốc ngày hôm nay một à, sinh viên theo học ngành âm nhạc của Trung Quốc đã bị bắt giữ sau khi mà sinh viên này đã có hành động à, gọi là sách nhiễu đối với những nhà hoạt động dân chủ tại Hoa Kỳ Bản tin mới nhất cho biết thì một sinh viên theo học ngành âm nhạc của Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ và bị truy tố vào ngày thứ tư ở tại một cái tòa án liên bang ở tại Boston, trong đó đã anh này đã bị cáo buộc đe dọa và sách nhiễu đối với một nữ hoạt động người đã ủng hộ cho cái phong trào dân chủ tại Hồng tại Trung Quốc. Phiên tòa này đã diễn ra tại cái tòa án ở Massachusetts và trong đó là tiếp theo hàng loạt các cái lời cáo buộc là các công dân Trung Quốc đã tìm cách sách nhiễu đối với những thường trú nhân tại Hoa Kỳ trong bản báo cáo Trung Quốc đã thành lập một cái uh, cơ sở cảnh sát công cộng và và bất hợp pháp trên lãnh thổ của các quốc gia khác và trong đó quan sát và sách nhiễu các công dân cũng như là các thương trú nhân ở tại các quốc gia này. Người bị cáo buộc có tên là Sao Li Wu 25 tuổi đã bị truy tố vào ngày thứ tư, trong đó anh này là một uh, sinh viên theo học về cái trường uh, âm nhạc có tên là Boston uh, Berkeley uh, uh, xin lỗi Berkeley College và trong đó được xem là một trong những cái trường đại học trung lập và giảng dạy về âm nhạc và theo tường trình của bộ tư pháp cho biết ông này đã có những cái hành động trong ngày 23 tây tháng 10 ở tại trường đại học và trong đó gửi những cái thông điệp nói rằng đứng bên cạnh người dân Trung Quốc hoặc là chúng tôi muốn tự do hay là chúng tôi muốn có nền dân chủ thì anh ta đã có những hành động tấn công và sách nhiễu đối với lại những nhà hoạt động này và trên cái trang mạng xã hội wechat thì anh này đã có hành động sách nhiễu đối với lại một nữ hoạt động và ủng hộ cho phong trào dân chủ bằng email và instagram trong đó chỉ ra cho thấy rằng là à, tới à, hãy đến à, thiên an môn và, và đặt ở đây tôi sẽ chặt cái cánh tay của quý vị đó là lời phát biểu của anh chàng này ở trên cái à, trang à, wechat và ngay sau đó thì bộ tư pháp đã được thông báo à, và trong đó họ đã bắt đầu bắt giữ và truy tố nhân vật này. Đây được xem là một trong những nhân vật ủng hộ cho chế độ cộng sản và theo học ở trường music, tức là trường âm nhạc của Hoa Kỳ và có hành động sách nhiễu đối với những nhà gọi là bất đồng chính kiến với cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Hoa Kỳ. Cùng một lượt các chuyên gia Hoa Kỳ lo ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo ra một cái thị trường đen cho những loại chip cũ và kỹ thuật của chip cũ trong lúc mà các công ty của Trung Quốc đang tập trung để thực hiện việc sản xuất tất cả những cái loại chip cũ thế hệ cũ, thì các chuyên gia tại Hoa Kỳ và các quốc gia tây phương có thể sẽ lo ngại rằng việc phát triển này sẽ dẫn tới một cái đe dọa an ninh trên toàn trên toàn thế giới. Các cái loại và chip cũ tức là loại gọi là older generation thế hệ cũ vẫn là một trong những cái loại kỹ thuật mà được sử dụng và trong đó ít nhất có là 28 loại cái loại chip gọi là gọi là nanometer đã được sử dụng từ năm 2000 11 cho các cái loại cho các kỹ nghệ bao gồm vũ khí, xe và internet cũng như một số những cái thiết bị khác. Và hiện nay thì Trung Quốc đang tìm cách phát triển cái kỹ thuật cũ này. Mặc dù kỹ thuật cũ này thì à nó đã từ dần dần bị loại trừ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bị giới hạn bởi các cái chip điện tử thế hệ mới của Hoa Kỳ và các đồng minh. Do đó, Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy một cái chiến lược là sẽ sản xuất lại những cái chip thế hệ cũ và trong cuộc phỏng vấn mới nhất với lại hãng thông tấn Reuters, thì Matt Botija được xem là cựu cựu giám đốc điều hành về cái văn phòng cố vấn an ninh quốc gia dưới thời của cựu tổng thống Trump lên tiếng cảnh cáo. Trung Quốc có thể sẽ làm việc với tất cả những cái loại chip cũ và trong đó sẽ có thể làm cách nào mà quốc gia này có thể thống trị trong cái mạng lưới 5G và có thể gây nguy hiểm cho cái thị trường đen và cái thị trường trên thế giới. Và tôi có thể nói rằng Bắc Kinh đang có những cái hành động bức hại từng quốc gia trong từng kỹ nghệ kể cả quân sự hay dân sự. Và trong đó 28 cái loại là chip gọi là 28 nanometer là một trong những cái chip đang nằm ở trong tình trạng đã bị đào thải và giờ đây Trung Quốc đã cho sử dụng lại. Đây được xem là một trong những lời cáo buộc mới nhất của các chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang cố gắng tạo ra một thị trường đen về chip điện tử và cố gắng sử dụng các cái chip thế hệ cũ để đầu tư vào cái việc quân sự hóa quân đội của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của thế giới ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay, Nhật Bản cùng với Hoa Kỳ đã cùng tham gia việc siết chặt vấn đề xuất cản kỹ thuật và chip điện tử qua Trung Quốc. Nhật Bản và Hòa Lan đã đồng ý trong một cái việc mà tham gia chung với Hoa Kỳ để siết chặt việc xuất cản các cái kỹ thuật chip điện tử qua Trung Quốc theo tường trình của một nguồn tin thân cận với lại uh, cuộc đối thoại này và trong đó nhằm loại trừ Trung Quốc có tham vọng về kỹ thuật. Hai quốc gia này dường như đã loan báo trong uh, vài tuần nữa họ sẽ chấp thuận một cái uh, bản thỏa ước và một cái uh, luật lệ cứng trắng hơn trong cái uh, yêu cầu của Hoa Kỳ vào tháng 10 trong đó giới hạn việc bán tất cả những cái uh, dụng cụ, các cái phụ tùng và kể cả những cái gì liên can tới cái semiconductor tức là chất bán dẫn cho Trung Quốc và đây được xem là một trong những cái chính sách cứng rắn mà Nhật Bản đã đáp ứng yêu cầu của chính quyền Joe Biden. Trước đó chính quyền Joe Biden đã ban lệnh cấm đối với lại các công ty trung quốc tiếp cận với ngành chip điện tử và semiconductor của hoa kỳ mà trong đó choren tin rằng là phía trung quốc đã sử dụng cái kỹ thuật này vào trong cái việc mà gọi là nâng cấp các cái à, hiện đại hóa các cái hàng ngũ quân đội của họ và ba quốc gia này đồng ý là sẽ có một cái hành động ngăn chặn trung quốc mua tất cả những cái à, dụng cụ cần thiết để chế tạo chip điện tử trong đó bao gồm các phụ tùng à, và các cái à, máy móc để mà chế tạo chip à, trong đó hoa kỳ đã giới hạn rất nhiều nguồn cung cấp tất cả những cái máy móc, những cái phụ tùng này, à, đặc biệt là vấn đề về, về nguyên liệu đối với lại các công ty của Hoa Kỳ bao gồm có Applied Materials Corporation và Lam Research Corporation cũng như là KLA Corporation. Đây là ba công ty hàng đầu của Hoa Kỳ sản xuất các dụng cụ để sản xuất chip điện tử. Trong khi đó thì cái công ty của Nhật Bản là Tokyo Electronic Ltd. cùng với công ty của Hòa Lan là lithographic special ASML holding NV đã đã lên tiếng và cho biết họ sẽ đáp ứng cái yêu cầu của phía Hoa Kỳ không bán bất kỳ một phụ tùng nào cho phía nhà nước cộng sản Trung Quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của à, Á Châu ngày hôm nay Đài Loan đã tăng án trừng phạt đối với các tổ chức tội phạm có liên quan tới cái vụ lừa gạt người tới Campuchia. Nội các của Đài Loan trong ngày thứ uh, thứ năm đã thông qua một cái bản dự thảo tu chính trong đó là sẽ tăng án trừng phạt nặng nề hơn đối với những cái tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mà trong đó có những cái hành động lừa gạt tới làm việc ở những quốc gia khác đặc biệt như là Campuchia. À, thời gian gần đây có hàng uh, trăm người đã và thậm chí hàng ngàn người đã bị lừa gạt trong một cái uh, và tổ chức lừa gạt việc làm và đưa vào cái vòng gọi là nô lệ tình dục và nô lệ làm việc ở tại Campuchia trong đó thì có rất nhiều người đã bị gạt tới khu vực này với cái lời hứa hẹn là việc làm nhẹ nhàng mức lương cao và cuối cùng họ bị đẩy vào đường dây buôn người và buôn bán tình dục nay thì phía Đài Loan cho biết Họ sẽ gia tăng án tù này lên tới 5 năm tù và mức tiền phạt lên tới 10 triệu đài, đài kim tức là khoảng 326.727 Mỹ Kim cho bất kỳ một tổ chức nào mà vi phạm vào trong cái đạo luật của Đài Loan gọi là Organized Crime Prevention Act tức là tổ chức chống lại các cái hoạt động của các cái tổ chức tội ác và trong đó họ sẽ nói rằng là sẽ đưa cái án phạt này lên tới 20 triệu đài kim và đồng thời cũng sẽ tăng cường cái mức án tù. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực mới nhất của Đài Loan nhằm ngăn chặn tình trạng buôn người và buôn bán tình dục từ Đài Loan qua các quốc gia khác, đặc biệt là xảy ra cái biến cố tại Campuchia trước đây, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay đầu tiên hết là tổ chức chiến lược ở tại Washington DC là CSIS cho biết là cộng sản Việt Nam đã bắt đầu cho đào vét những cái khu vực đảo mà họ làm chủ ở trên quần đảo Trường Sa và có vẻ như đang khai thác về lĩnh vực quân sự. Cộng sản Việt Nam đã gia tăng đào, đào vét ở những cái khu vực đảo ở trên quần đảo Trường Sa nơi mà Việt Nam đang kiểm soát trong nửa năm cuối của năm nay và dấu hiệu cho thấy là Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu à, có những cái hoạt động được xem là à, cố gắng chứng minh chủ quyền trong cái à, vùng biển tranh chấp theo tường trình của một à, tổ chức chiến lược tại Hoa Kỳ, tổ chức CSIS trong cái à, hình ảnh satellite cho thấy rằng là ở phía này thì phía Cộng sản Việt Nam đã cho bắt đầu nạo vét ít nhất là 420 acre tức là khoảng 170 hecta ở khu vực mà do phía Việt Nam kiểm soát và trong đó bao gồm luôn một số những cái đảo mà khá quan trọng trong đó gồm có đảo Nam Yết là gồm có 117 acre và đảo Pearson Reef tức là bãi sang hô Pearson à, 119 acre nơi mà nằm ở quần đảo Trường Sa và có ngay cả trên cái đảo lớn Trường Sa là 97 acre cũng đã được nạo vét bởi uh, phía Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị cho những cái hạ tầng cơ sở về quân sự tại đây. Và Cộng sản Việt Nam gần như trong thời gian vừa qua đã bất động và không hề có cái hoạt động nào trên quần đảo Trường Sa để mà bảo vệ cho chủ quyền của Việt Nam. Và trong 6 tháng uh, gần uh, cuối năm nay, thì Hà Nội đã bắt đầu có những cái uh, hoạt động về quân sự ở trên quần đảo Trường Sa và nơi đây được xem là nơi tranh chấp của Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Philippines và Trung Quốc đều cho rằng đây là chủ quyền của các quốc gia này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, ngay sau khi mà phía Hoa Kỳ đưa Cộng sản Việt Nam vào trong danh sách quan tâm đặc biệt về tôn giáo thì Cộng sản Việt Nam lên tiếng phản ứng và cho rằng việc đưa họ vào danh sách này là thiếu khách quan ngay sau khi mà có những cái vụ đàn áp tôn giáo và điển hình nhất là vụ tỉnh thất bồng lai đã bị cộng sản việt nam đưa vào và kết án với cái đạo luật 331 và trong đó rõ ràng cho thấy là cộng sản việt nam đang có những hành động sách nhiễu và đàn áp đối với tôn giáo tuy nhiên cộng sản việt nam vẫn cho rằng là dựa trên hiến pháp họ có quyền tự do tôn giáo nhưng hiến pháp là một lẽ còn cái vấn đề gọi là liên quan tới cái luật lệ cộng sản ban hành trong đó gần như là có sự bất hại rất nặng nề đối với tôn giáo trong những năm gần đây à, lời tuyên bố của bà à, hằng tức là phạm thị thu hằng đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày hôm nay đã được phía mỹ lên tiếng và nói rằng Việt Nam đang nằm trong danh sách của những quốc gia bị quan tâm đặc biệt về quyền con người và tôn giáo, trong đó đặc biệt là tín ngưỡng tôn giáo đã bị bức hại mặc dù nó đã được quy phê quy định trong cái bản tu chính hiến pháp năm 2013 và công uh, hệ thống luật pháp cộng sản Việt Nam vẫn ngăn cản tất cả những cái hoạt động tôn giáo nằm ngoài sự kiểm soát của đảng. Đây được xem là một trong những cáo buộc mạnh mẽ của phía Hoa Kỳ. Trong khi đó thì phía Việt Nam biện minh cho rằng là cái quan niệm tôn giáo của họ khác với Hoa Kỳ, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Việt Nam ngày hôm nay, Hà Nội lên tiếng chỉ một nửa câu chuyện về số tiền 15.5 tỷ bí kim hỗ trợ cho Việt Nam để chuyển sang cái phần gọi là khai thác về nền kinh tế xanh sau khi mà có cuộc năng nỉ và gặp gỡ với một số quốc gia trong khối G7 để có được cái nguồn ngân sách nhằm chuyển đổi qua cái nền kinh tế được xem là kinh tế xanh thì phía của khối G7 đồng ý là sẽ hỗ trợ cho Việt Nam từ đây cho tới năm 2050 để Việt Nam chuyển qua một nền kinh tế xanh tức là tránh ô nhiễm. Tuy nhiên thì phía Hà Nội đã không đăng đầy đủ tất cả những chi tiết liên quan tới cái bản thỏa thuận này mà theo đó khối G7 và kể cả Liên Hiệp Âu Châu hiện nay cũng đang ra là áp lực với cộng sản việt nam là phải cải tổ hệ thống chính trị và cải tổ hệ thống là luật pháp của việt nam trong đó bao gồm luôn việc mà cộng sản việt nam đã không có một cái nền tư pháp độc lập để giải quyết những cái đơn kiện tụng trong ngành mậu dịch đây được xem là một nửa sự thật mà Cộng sản Việt Nam đăng ra và cho rằng họ nhận được 15.5 tỷ Mỹ Kim để tài trợ trong việc chuyển đổi từ một cái nền kinh tế phát triển đang gây ô nhiễm qua một cái nền kinh tế phát triển tránh gây ô nhiễm. Tuy nhiên thì phía Chi 7 đã đưa ra điều kiện rất rõ ràng. Đòi hỏi khu phía Việt Nam phải cải tổ về vấn đề vi phạm nhân quyền cải tổ vấn đề chính trị và cải tổ hệ thống pháp lý, một điều mà báo chí cộng sản Việt Nam đã che đậy và không đăng ra, chỉ nhắc tới số liệu số tiền 15.5 tỷ mà à, khối chi 7 đã cam kết là hỗ trợ cho Việt Nam. Số tiền này chỉ được hỗ trợ sau khi Việt Nam đã thực thi tất cả những cái quy tắc của cộng đồng quốc tế trong đó đòi hỏi có những nghiệp đoàn độc lập và những cái uh, ngành tư pháp độc lập cũng như là phải tôn trọng cái quyền con người một cách phổ quát được quy định trên cái hiến chương của Liên Hợp Quốc năm 1948 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu tinh nhật ký xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye